Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chú ý. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ Sáu vừa qua, thành phố Nghi Môn, tỉnh Hồ Bắc bầu trời đang yên bình thì bất ngờ xuất hiện một siêu lốc xoáy vòi rồng tấn công. Vòi với tốc độ cực mạnh cuốn hết mọi thứ trên đường đi của nó, hàng chục cây to ven đường bị bật gốc, trang trại, các công trình nhà ở bị phá hủy, xe cộ cũng bị hư hại, tạm thời chưa có báo cáo về số người thương vong. Từ video được chia sẻ trên mạng cho thấy, từ xa, bầu trời đột nhiên trở nên âm u, sau đó vòi rồng xuất hiện, tốc độ di chuyển của cơn lốc vô cùng nhanh. Sau đó, một lượng lớn các đồ vật bị cuốn lên không trung, hệ thống dây điện hai bên đường đi bị gió lớn thổi mạnh chập điện tóe lửa, gió lớn thổi đổ cả lều lán, cây cối, biển chỉ đường. Ngoài ra còn có một số xe cộ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Cảnh tượng như này tận thế khiến dân chúng vô cùng sợ hãi. Cùng ngày, huyện Miện Ninh, Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên cũng hứng chịu trận mưa lớn như thác đổ khiến một số khu vực bị tàn phá nghiêm trọng. Tờ Hồng Kông Economic Times đưa tin, hôm thứ Bảy thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc lại có mưa lớn. Lượng mưa lớn nhất ở huyện Viễn An, thành phố Nghi Xương đạt 200mm. Cơn mưa lớn đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng ở khu vực thành phố Nghi Xương. Một số khu vực mực nước ngập lên đến gần 2m tại ngã tư đại lộ Đông Thành và đường Tiểu Nha. Một số xe cộ bị chìm trong nước sâu, khiến người trong xe không thể mở cửa thoát ra ngoài. Cảnh sát giao thông phải phá cửa kính mới giải cứu được người đang bị mắc kẹt trong xe. Trên toàn bộ đường cao tốc dẫn đến đập Tam Hiệp có nhiều đoạn bị ngập lụt và sạt lở đất. Các đoạn nguy hiểm đã được đánh dấu bằng cột báo hiệu giao thông cấm tới gần. Cùng ngày, tại huyện Miện Ninh, Châu Tự Trị Lương Sơn dân tộc Di, tỉnh Tứ Xuyên cũng phải hứng chịu những trận mưa rất lớn, nhiều khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng, nhà cửa bị sập, cầu đường bị hư hại và các nông trại quy mô lớn cũng bị ảnh hưởng. Thị trấn Di Hải đã sơ tán hơn 4.600 người, phố Cao Dương cũng sơ tán hơn 3.900 người. Tờ Apple Daily của Hồng Kông đưa tin, đến 4 giờ chiều Chủ nhật, mưa lớn nghiêm trọng đã khiến hơn 20 người thiệt mạng và 15 người mất tích. Trong đó, 16 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt xảy ra ở thị trấn Di Hải. Hệ thống cống thoát nước cũng bị tổn hại. Hai chiếc xe đi qua quốc lộ 248 bên dưới lối ra của đường cao tốc Miện Ninh bị lật khiến 4 người chết và 5 người mất tích. Cùng ngày hôm đó, Thành Đô, Tứ Xuyên cũng đưa ra cảnh báo xanh về mưa bão. Khu thắng cảnh phía sau núi Thanh Thành, khu thắng cảnh Thiên Thai Sơn ở Cung Lai tạm thời đóng cửa, khu thắng cảnh Phiêu Lưu ở Hồng Khẩu, Đô Giang Yển đã phải tạm dừng hạng mục Phiêu Lưu. Theo tin tức tổng hợp từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc gần đây đã trở thành thảm họa. Tính đến hôm thứ Sáu, tổng cộng 26 tỉnh khu tự trị và thành phố đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, gây hại cho 14,51 triệu dân, 98 người chết và mất tích. Ngoài ra, hơn 755.000 người phải tái định cư khẩn cấp, hơn 13.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 31,8 tỷ nhân dân tệ. Vào lúc 10 giờ ngày thứ Bảy, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo vàng về mưa bão. Từ 14 giờ ngày thứ Bảy đến 14 giờ ngày Chủ nhật, phía Đông Trùng Khánh, Đông Bắc Quý Châu, Tây Bắc Hồ Nam, Hồ Bắc, miền Trung Nam Bộ Hà Nam, miền Bắc Trung Bộ An Huy, Trung Nam Bộ Giang Tô, Thượng Hải và nhiều nơi khác đều có mưa lớn. Trong đó, miền Đông Nam Hà Nam, miền Trung và Tây Nam Hồ Bắc, Tây Bắc An Huy và một số khu vực có mưa rất to từ 290 đến 350mm kèm dông bão và lốc xoáy. Vào lúc 6 giờ sáng ngày Chủ nhật, Đài quan sát khí tượng Trung ương lại tiếp tục đưa ra cảnh báo vàng. 15 con sông ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Quảng Tây đã xảy ra lũ trên mức báo động. Trong đó, sông Cổ Lận và sông Tiểu Kim ở Tứ Xuyên, Hồ Lư Tử xảy ra lũ ngoài tầm kiểm soát. 9 trạm ở mạng lưới các con sông bao quanh Hồ Thái Hồ cũng có mực nước vượt mức báo động. Dự báo từ 8 giờ sáng Chủ nhật đến 8 giờ sáng thứ Hai sẽ có mưa lớn ở phía Đông Bắc Quý Châu, phía Bắc Hồ Nam, phía Đông Hồ Bắc, Đông Nam Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, vân vân. Trong đó, ở các vùng phía Đông An Huy và miền Trung Nam Giang Tô có mưa lớn từ 130 đến 250mm. Các khu vực trên có lúc xuất hiện mưa nặng hạt. Lượng mưa cao nhất lên đến 50 đến 80mm mỗi giờ, nhiều nơi vượt quá 110mm mỗi giờ, có nơi kèm theo dông bão và lốc xoáy lớn. Theo dự báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trong vòng 3 ngày từ ngày thứ Sáu đến ngày Chủ nhật, các vùng thuộc miền Nam Trung Quốc như Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Nam, Tây Nam, vân vân vẫn có mưa to, thậm chí mưa rất to. Mực nước trên nhiều sông như sông Trường Giang, Hoài Hà, Thái Hồ, Châu Giang, vân vân đang tràn bờ. Tại thượng lưu sông Thái Hồ, Hoài Hồ và một số khu vực khác có thể xảy ra lũ lụt trên mức báo động. Ngoài ra mưa lớn cũng là một số sông vừa và nhỏ xảy ra lũ lớn. Kính thưa quý vị, đêm khuya hôm thứ Năm vừa qua tại Vân Nam, Thanh Hải liên tiếp xảy ra động đất mạnh. Trận động đất ở 7,4 độ Richter ở khu tự trị Quảng Lạc, tỉnh Thanh Hải đã gây ra 104 dư chấn, hai cầu trên đường cao tốc bị sập. Trong khi đó,
Trận động đất 6,4 độ Richter ở huyện Dạng Tị, tỉnh Vân Nam đã khiến 6 người tử vong, 31 người bị thương. Ngoài ra, huyện Thương Nam, thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây cũng xảy ra động đất 3,6 độ Richter. Sáng sớm ngày thứ 6, Châu Tự Trị, Quảng Lạc, tỉnh Thanh Hải xảy ra động đất 7,4 độ Richter. Các nơi như Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên cũng cảm thấy rung chấn mạnh. Hình ảnh người dân chạy ra ngoài tránh động đất. Lúc 21 giờ 48 phút ngày thứ Năm, huyện Dạng Tị thuộc Châu Tự Trị, Đại Lý, tỉnh Vân Nam xảy ra trận động đất 6,4 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 9.000m. Chính quyền Đại Lý, tỉnh Vân Nam cho biết, lần động đất này xảy ra vào đêm tối. Toàn bộ 12 huyện thành phố của Châu Tự Trị đều cảm nhận được chấn động. Hiện tại huyện Dạng Tị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đến 6 giờ sáng thứ 6, thống kê ban đầu có 6 người tử vong, 31 người bị thương. Thông báo cho biết, trận động đất khiến nhà cửa và cơ sở sản xuất của người dân huyện Dạng Tị bị hư hại nghiêm trọng. Thống kê ban đầu, có ít nhất 232 nhà bị sụp đổ, 14.090 nhà bị hư hỏng nhẹ. Trương Cương, một người dân định cư ở Đại Lý nói với truyền thông Trung Quốc đại lục rằng, thành cổ Đại Lý cách tâm chấn khoảng 20 km, cảm giác chấn động rất mạnh, nhất là trận động đất lúc 21 giờ 48 phút là mạnh nhất, nhà rung lắc rất ghê gớm. Hiện giờ người dân ở thành cổ Đại Lý đều chạy ra ngoài, mọi người đều muốn qua đêm ở bên ngoài, tôi cũng chuẩn bị ngủ qua đêm trên xe. Huyện Dạng Tị xảy ra động đất liên tiếp trong nhiều ngày. Theo thông báo của địa phương, lúc 18 giờ 49 phút ngày hôm kia đến lúc 12 giờ 8 phút ngày hôm nay, khu vực gần thôn Hoa Thúc Viên, Thông Tú Lĩnh thuộc Trấn Thương Sơn Tây, huyện Dạng Tị liên tiếp xảy ra 17 trận động đất, từ 20 giờ 56 phút đến 22 giờ 19 phút phút ngày thứ Năm. Khu vực huyện Dạng Tị, thành phố Đại Lý đã xảy ra 12 lần động đất, trong đó lần mạnh nhất đo được là 6,4 độ Richter, thấp nhất là 3,8 độ Richter. Báo cáo dẫn lời của bà Giang, một người sống nhiều năm tại Đại Lý cho biết, mấy ngày gần đây các trận động đất xảy ra liên tiếp, mỗi ngày đều xảy ra nhiều trận, gần như cùng một khoảng thời gian. Vòng tròn bạn bè của bà Giang cũng ghi lại tình hình động đất mấy ngày qua tại Đại Lý bắt đầu từ ngày hôm kia. Tôi nhớ ngoại trừ ngày hôm qua không có động đất, gần như ngày nào cũng là khoảng hơn 8 giờ tối là bắt đầu động đất. Hơn nữa mỗi lần động đất thì thời gian kéo dài cũng không ngắn. Tâm chấn cách chúng tôi mấy chục cây số, ở mặt lưng núi Thương Sơn. Mỗi lần trước khi chấn động đều nghe thấy tiếng ầm, dưới chân bắt đầu rung động, sau đó cửa sổ bắt đầu kêu lạch cạch. Tối ngày qua, sau khi trận động đất đầu tiên dừng lại được một lát thì lại bắt đầu rung lắc. Cảm giác trận sau mạnh hơn trận trước rất nhiều, cửa, đèn lắc động liên tục, hơn nữa cứ lắc rồi dừng, tôi xem thì 5,6 độ, cảm giác có chút sợ hãi, bà Giang kể lại, tiểu khu nơi bà Giang ở mọi người đều chạy hết ra đường, cùng đứng ở chỗ đất trống và nói chuyện, mọi người nói chuyện hơn 10 phút, cảm giác vấn đề không lớn nữa, nên mọi người đều ai về nhà nấy, tôi vừa leo lên lầu, cả ngôi nhà lại bắt đầu lắc động, vô cùng đáng sợ, cửa kính trong nhà đều đang kêu, sợ đến nỗi suýt nữa phát khóc, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Về sau mới biết là động đất 6,4 độ Richter. Bà Shi, người đến Đại Lý công tác đã chia sẻ với tờ Tân Kinh báo Beijing News. Bà vào trú ở một khách sạn ở Đại Lý vào ngày hôm qua. Khi động đất xảy ra, bà đang đi ngoài hành lang về phòng. Bất chợt cảm giác đứng không vững, chân đều không đứng vững nữa. Tôi nghĩ lúc này mà chạy từ tầng 21 xuống thì chắc chắn không kịp nên ôm đầu ngồi xổm ở một góc tường. Theo lời kể của bà Sử, cảm giác chấn động mạnh kéo dài khoảng hơn 10 phút. Sau khi cảm giác chấn động qua đi, rất nhiều khách từ trong phòng chạy ra, lần lượt chạy xuống dưới, có người thì vào thang máy để xuống dưới. Bên ngoài khách sạn nhanh chóng kín người dân và khách trọ, có người không kịp thay quần áo. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, khi xảy ra động đất, một chiếc xe tải đã bị đá rơi trúng do trận động đất gây ra trên đoạn Long Cốt Ngạn của tuyến đường Mã Ninh thuộc thị trấn Thuận Tị, huyện Dạng Tị. Trong xe có một người tử vong tại chỗ, một người bị mắc kẹt. Trong xe có hai vợ chồng, người chồng đã bị đá rơi xuống làm tử vong, người vợ bị kẹt trong xe. Trận động đất lần này nằm ở khu vực Tây Bắc Vân Nam. Cách tầm đứt gãy gần đây nhất là đoạn đứt gãy Duy Tây, Kiều Hậu. Đến 23 giờ 35 phút ngày hôm qua, đã có tổng cộng 20 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên trong chuỗi trận động đất 6,4 độ Richter ở Dạng Tị. Trong đó có 8 lần động đất từ 3,0 đến 3,9 độ Richter, 8 lần động đất từ 4,0 đến 4,9 độ Richter, 3 lần động đất từ 5,0 đến 5,9 độ Richter, 1 lần động đất từ 6,0 đến 6,9 độ Richter. Theo chuyên gia phân tích cho rằng, cần chú ý động đất 5 độ Richter ở khu vực động đất Dạng Tị, huyện Dạng Tị, nơi xảy ra động đất là huyện Tự Trị dân tộc Di, là thành vệ tinh gần thủ phủ Châu Tự Trị dân tộc Bạch Đại Lý nhất, là hậu hoa viên của thành phố Đại Lý. Huyện này là một đầu mối giao thông quan trọng kết nối Vân Nam với Đông Nam Á và Nam Á. Tại Thanh Hải động đất 7,4 độ Richter, hơn 100 lần dư chấn, hai cầu trên đường cao tốc bị đổ sập theo báo. Trong phạm vi toàn tỉnh Thanh Hải đều cảm nhận được rung chấn, huyện Mã Đa, Trấn Hoa, Thạch Hiệp và Hương Hoàng Hà đều cảm thấy rung lắc mạnh, cá biệt có tường bao bị đổ. Đến 10 giờ sáng thứ 6,
huyện Mã Đa và huyện Mã Thẩm thuộc Châu Tự Trị Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải có tổng cộng 8 người bị thương, có bộ phận nhà ở và chuồng trại gia súc bị hư hại, đường xá và cầu cũng bị hư hại với mức độ khác nhau. Đến 10 giờ 50 phút sáng, tổng cộng ghi nhận được 453 dư chấn, 45 lần dư chấn trên 3 độ Richter, 8 lần dư chấn trên 4 độ Richter, 1 lần dư chấn trên 5 độ Richter, dư chấn lớn nhất là 5,1 độ Richter. Ngoài ra, lúc 4 giờ 5 phút thứ 6, huyện Hà Nam thuộc Châu Tự Trị Hoàng Nam, tỉnh Thanh Hải xảy ra trận động đất 3,1 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 109.000m. Lúc 7 giờ 59 phút thứ 6, huyện Thương Nam, thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây cũng xảy ra động đất 3,6 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 17.000m. Richter, tâm chấn ở độ sâu 17.000m. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại! Với những nguyên tắc đã được nêu rõ trong sách trắng quốc phòng, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán với chủ trương không tham gia vào các liên minh quân sự, không dựa vào các nước này để chống lại nước kia mà chỉ có thể thiết lập quan hệ hợp tác quốc phòng để cùng nhau phát triển. Và từ trong lịch sử đến nay, những người bạn cùng chiến tuyến với Việt Nam son sắt, thủy chung, bền chặt có thể kể tới là Cuba, Lào, Nga hay gần đây hơn là quốc gia tỷ dân đến từ Nam Á, Ấn Độ. Tuy nhiên, trong nhãn quan chính trị của chuyên gia quân sự quốc tế thì họ vẫn coi đó là một hình thức của đồng minh quân sự. Mới đây, chúng tôi tìm đọc được trên The Diplomat, tạp chí tin tức quốc tế về chính trị, xã hội và văn hóa khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, một bài bình luận khá dài phân tích về đồng minh quân sự duy nhất của Việt Nam. Vậy, theo quan điểm và góc nhìn của các chuyên gia quốc tế, đồng minh quân sự duy nhất của Việt Nam là ai? Nga, Cuba, Lào hay một cái tên nào khác, và họ đánh giá gì về liên minh quân sự này? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trong bài báo Đồng minh quân sự duy nhất của Việt Nam đăng trên tạp chí The Diplomat của một chuyên gia khoa học chính trị tại trường cao đẳng Boston, quan điểm của tác giả cho rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính là đồng minh quân sự thân cận, uy tín và duy nhất của Việt Nam hiện nay, chứ không phải ai khác. Theo vị chuyên gia này, trong khi các học giả luôn hướng sự tập trung đến sườn phía đông của Việt Nam, tức là vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông, thì lại quên mất rằng sườn phía tây của Việt Nam cũng là một chìa khóa quan trọng của an ninh quốc gia Việt Nam. Đây cũng chính là quê hương của đồng minh quân sự duy nhất của Việt Nam trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mối quan hệ lâu dài của Việt Nam với nước láng giềng Lào đã tạo thành liên minh trên mọi phương diện, chỉ là không định danh chính thức trên danh nghĩa mà thôi. Kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Việt Nam đã ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Lào vào năm 1977, trước cả thời điểm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Liên Xô năm 1978. Tới nay, hiệp ước này vẫn đang còn nguyên hiệu lực và được Bộ Quốc phòng Việt Nam gọi là hiệp ước phòng thủ chung. Tới đây, vị chuyên gia này lập luận rằng sự tồn tại của liên minh này đã mâu thuẫn với chính sách 3-0 của Quốc phòng Việt Nam, một chính sách nổi tiếng trong giới quân sự chính trị bao gồm không liên minh quân sự, không đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam và không dựa vào bất kỳ quốc gia nào để chống lại quốc gia khác. Vậy thì lý do gì khiến liên minh Việt-Lào vẫn tồn tại sau khi chiến tranh lạnh kết thúc và tiếp tục quan trọng cho đến tận ngày hôm nay? Tác giả đặt câu hỏi như vậy và cũng có những phân tích lập luận để giải thích về vấn đề này như sau. Trước hết, cần nhìn vào lịch sử mối quan hệ hai nước Lào và Việt Nam. Tác giả cho biết mối quan hệ Cộng sản Việt Nam-Anh đã có những năm tháng chiến tranh Việt Nam khi Bắc Việt hỗ trợ người Cộng sản Pathet Lào trong các cuộc đấu tranh vũ trang chống lại Vương quốc Lào. Đổi lại, Pathet Lào sẽ cho phép Việt Nam tiếp cận vùng lãnh thổ của mình để vận chuyển các lực lượng vũ trang và quân khu qua đường mòn Hồ Chí Minh tập kết đến miền Nam Việt Nam. Theo quan điểm của chuyên gia này, việc lực lượng Pathet Lào giành chiến thắng trong cuộc nội chiến Lào một phần lớn là nhờ vào sự trợ giúp của Bắc Việt. Hai nước ngày càng trở nên thân thiết hơn từ sau năm 1975 và Việt Nam đã giúp Lào thành lập chính phủ Cộng sản cũng như viện trợ kinh tế cho Lào. Sau đó, hiệp ước này mang đến lợi ích cho cả đôi bên. Cụ thể, bài báo phân tích rằng đối với Lào, nước này lúc bấy giờ vẫn phải vật lộn với quân đội do cơ quan tình báo trung ương huấn luyện và được Trung Quốc hậu thuẫn cũng như các lực lượng nổi dậy khác. Còn Việt Nam thì cần có Lào để bảo vệ sườn phía Tây của mình, bởi Lào sẽ là giám hộ của Việt Nam trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc ngày càng xấu đi, cho nên bất chấp thực tế là hiệp ước không có điều khoản rõ ràng về một liên minh quân sự, nhưng tại điều khoản thứ hai của hiệp ước đã nêu rõ hai bên cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường khả năng quốc phòng, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ban đầu, hiệp ước có hiệu lực trong vòng 25 năm kể từ ngày ký, tức là từ năm 1977 đến năm 2002.
sau đó được gia hạn tự động 10 năm theo định kỳ, trừ khi một trong hai bên ra hiệu muốn bãi bỏ hiệp ước bằng cấp văn bản 1 năm trước ngày hết hạn. Tiếp tục bày tỏ quan điểm, tác giả cho biết mặc dù cả hai nước không gọi đây là hiệp ước quốc phòng, thế nhưng chính hiệp ước này đã mở đường để Việt Nam đóng một lực lượng quân đội quy mô từ 40.000 đến 60.000 quân trên đất Lào, bảo vệ chính phủ Pathet non trẻ và cân bằng với ảnh hưởng của Trung Quốc ở Bắc Lào. Bài báo dẫn lời cố Tổng Bí thư Lê Duẩn rằng hiệp ước này thể hiện hai nước Việt Nam-Lào sẽ gắn bó với nhau mãi mãi trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. Phân tích ra từ hiệp ước này đã đặt Lào nghiêm ngặt dưới cái bóng của Việt Nam, đồng thời cho phép Hà Nội được quyền yêu cầu Lào cắt đứt quan hệ với Trung Quốc vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, bất chấp điều đó có thể gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Lào, vị chuyên gia chính trị của trường cao đẳng Boston lập luận. Trong lịch sử là vậy, còn trong thời gian gần đây, theo bài báo phân tích, hiệp ước này tiếp tục trở thành trụ cột của mối quan hệ Việt Nam-Lào. Tác giả dẫn ra một vài dẫn chứng cụ thể, Hà Nội đã giúp Lào đào tạo cán bộ đảng, tạo điều kiện cho nước này tiếp cận Biển Đông. Lực lượng an ninh của Việt Nam đã nhiều lần giúp Lào duy trì ổn định trong nước, nhất là sau các cuộc khủng bố nổi loạn năm 2000 ở thủ đô Viên Chăn vào năm 2003. Trong Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2009 tổ chức tại Lào, Việt Nam thậm chí còn cử các đội bay sang giúp Viên Chăn đăng cai thành công sự kiện này. Và một điều quan trọng khác nữa, Việt Nam có quan hệ đồng minh với Lào là một sự thành công trong việc ngăn chặn các mối đe dọa xuất hiện ở biên giới phía Tây và bảo vệ đất nước từ xa. Năm 2015, Việt Nam gọi hiệp ước này là hiệp ước phòng thủ chung. Bài viết cho rằng đó là một lời nhắc nhở của Việt Nam gửi đến chính phủ Lào về tầm quan trọng của liên minh đối với an ninh hai nước trong 4 thập kỷ qua. Xuyên suốt bài viết với quan điểm Việt-Lào là một liên minh quân sự và Lào là đồng minh quân sự duy nhất của Việt Nam. Tác giả bài báo đánh giá cho tới nay đây là một liên minh chặt chẽ và thành công. Vị chuyên gia nêu ra hai yếu tố chính để chứng minh sự thành công này. Thứ nhất là lợi ích an ninh chung và các giá trị chính trị chung. Cụ thể, Hà Nội luôn coi Viên Chăn không chỉ đơn giản là một đối tác an ninh, mà còn là một người bạn thân cận, một đồng chí uy tín. Hiệp ước nêu rõ liên minh bắt nguồn từ tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản và chủ nghĩa Lenin với mục tiêu góp phần chung tay xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các giá trị ý thức hệ có xu hướng ràng buộc các đồng minh với nhau vì họ có nhiều bản năng tin tưởng lẫn nhau hơn để không làm suy yếu các trật tự chính trị trong nước của họ. Sự tin tưởng này ngày càng quan trọng hơn đối với cả Việt Nam và Lào sau khi khối Xô Viết tán rã. Đó là lý do khiến hai quốc gia luôn giữ gìn và coi trọng mối quan hệ hai nước như một mối quan hệ quân sự bền bỉ vững vàng. So sánh với quan hệ Việt-Mỹ, vị chuyên gia này cho rằng chính lợi thế về ý thức hệ giữa Lào và Việt Nam lại là điều mà mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ không có. Mặc dù chính quyền Nhà Trắng và Hà Nội cùng chia sẻ lợi ích an ninh ở Biển Đông, nhưng thực tế hai nước vẫn tồn tại những bất đồng về ý thức hệ và quan điểm chính trị. Đó là còn chưa kể đến những ký ức chiến tranh đau buồn giữa hai nước, cho nên chuyện Việt Nam là đồng minh quân sự của Mỹ là điều rất phi thực tế. Kết thúc bài phân tích, tác giả kết luận nghiên cứu điển hình về liên minh Việt Nam-Lào cho thấy Việt Nam chỉ sẵn sàng hình thành các liên minh quân sự nếu chắc chắn rằng liên minh đó sẽ không làm suy yếu quyền lực chính trị trong nước mình. Các bạn thân mến, đó là quan điểm của người ngoài cuộc khi nhìn vào mối quan hệ Việt-Lào. Còn là người Việt Nam, chúng mình tin rằng ít nhiều các bạn khán giả chắc hẳn đã ít nhất một lần nghe tới câu Việt-Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long, được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về mối quan hệ thâm tình của hai đất nước, hai dân tộc. Và mặc dù trong bối cảnh hiện nay không ít nghi vấn đặt ra trước mối thâm tình này, liệu rằng có đủ bền chặt để vượt qua sự cám dỗ mang tên Trung Quốc hay không, thì hãy vững tin rằng cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng tắm chung dòng nước sông Mekong, hai dân tộc Việt Nam Lào luôn thủy chung son sắt, kề vai sát cánh bên nhau không chỉ suốt quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước mà còn trên hành trình phát triển của cả hai đất nước trong tương lai. Và một lần nữa khẳng định rằng mục đích của Việt Nam là tạo được lợi ích chung với các nước, đó là duy trì hòa bình, ổn định. Đất nước Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam không bao giờ liên minh với một nước khác để chống lại nước thứ ba. Biết trong chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, chuyến công du này đã đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia. Đặc biệt, hai bên đã cùng nhau tuyên bố giải quyết xong vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên khu vực Biển Đông, giáp danh giữa vùng biển hai nước.
Đây là thông tin hết sức quan trọng trong bối cảnh tình hình Biển Đông cực kỳ căng thẳng, vì Trung Quốc đang tỏ ra là kẻ muốn chiếm lấy toàn bộ với việc giải quyết xong vùng chồng lấn và tranh chấp giữa hai bên. Từ đây, Việt Nam và Indonesia sẽ không còn cảnh anh nói một đằng, tôi nói một nẻo. Ngư dân hai bên có thể đánh bắt trong vùng biển mỗi nước mà không lo sợ bị kiểm ngư, cảnh sát biển đối phương truy đuổi và bắt bớ. Bình luận trước thông tin này trên trang 163.com đã cho đăng tải một bài viết tỏ vẻ cay cú ra mặt khi tờ này cho rằng Việt Nam và Indonesia đã qua mặt Trung Quốc để tự giải quyết với nhau vấn đề Biển Đông. Bởi vì khu vực biển tranh chấp giữa Việt Nam và Indonesia có một phần nằm trong đường chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố một cách vô căn cứ. Bài viết có tiêu đề: trong đường chín đoạn ở Biển Đông, Việt Nam và Indonesia cố tình bỏ qua Trung Quốc giải quyết vấn đề đảo Natuna. Tờ này đã cho hay, sau 12 năm đàm phán, Indonesia và Việt Nam cuối cùng đã đạt được thỏa thuận về hoạch định vùng đặc quyền kinh tế xung quanh quần đảo Natuna. Tuy nhiên, có những tiếng nói cho rằng phần vùng đặc quyền kinh tế mà hai bên tranh chấp trước đây nằm trong đường lưỡi bỏ chín đoạn của Trung Quốc vẽ ra. Vì vậy, thỏa thuận mà hai nước đạt được lần này là kết quả của việc cố ý bỏ qua Trung Quốc ở một mức độ nhất định. Theo tin từ website Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Indonesia và hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Sau hội đàm, Tổng thống Widodo cho biết, sau các cuộc đàm phán căng thẳng, cuối cùng Việt Nam và Indonesia đã hoàn thành việc phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước trên cơ sở Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Hai bên cũng nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ đô vào năm 2028 và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng và an ninh. Điều đáng chú ý là mâu thuẫn giữa Indonesia và Việt Nam về phân chia vùng đặc quyền kinh tế đã có lịch sử từ lâu đời. Mặc dù hai bên đã ký hiệp định phân định thêm lục địa năm 2003, nhưng hai bên có những khác biệt trong việc phân chia vùng đặc quyền kinh tế. Indonesia muốn vùng đặc quyền kinh tế xung quanh quần đảo Natuna, còn Việt Nam thì muốn giới hạn vùng đặc quyền kinh tế phải giống giới hạn thêm lục địa. Kể từ năm 2010, hai bên đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán xung quanh vấn đề này. Trong thời gian này, cơ quan thực thi pháp luật của hai nước đã tiến hành hàng loạt các hành động chống lại tàu cá nước kia. Vào tháng 3 năm ngoái, sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia bắt giữ hai tàu cá Việt Nam, các nhân viên thực thi pháp luật của cả hai bên đã gần như ngừng làm điều tương tự. Nhìn bên ngoài, đàm phán này là chuyện giữa Việt Nam và Indonesia, nhưng giới học giả hai nước chỉ ra rằng hiệp định này sẽ có tác động nhất định đến toàn bộ tình hình Biển Đông. Sở dĩ giới học giả hai nước đưa ra nhận định này, một mặt là do vị trí vùng đặc quyền kinh tế hai nước tranh chấp ban đầu rất đặc biệt, mặt khác họ đã chứng kiến hành động của Hoa Kỳ, quốc gia can dự vào vấn đề Biển Đông. Báo Trung Quốc đưa ra lý luận vô căn cứ. Đầu tiên, hãy nói về vị trí vùng đặc quyền kinh tế. Ngay từ năm 2015, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố không phản đối chủ quyền quần đảo Natuna thuộc Indonesia và phía Indonesia không đưa ra yêu sách lãnh thổ đối với quần đảo Nam Sa của Trung Quốc. Quần đảo Natuna nằm ở phía tây nam Biển Đông, cách bãi cạn Jemmu chỉ 400 km. Một phần vùng đặc quyền kinh tế mà Indonesia và Việt Nam có tranh chấp cho đến nay nằm ở vùng biển phía bắc quần đảo Natuna, chồng lấn với đường chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Việt Nam và Indonesia chưa công bố chi tiết cụ thể về thỏa thuận mới nhất liên quan đến phần bên trong đường chín đoạn, chưa rõ hai bên sẽ giải quyết như thế nào. Tuy nhiên, không có sự tham gia của Trung Quốc mà hai nước đã đạt được thỏa thuận về vấn đề biên giới. Diễn biến tình hình Biển Đông tiềm ẩn rủi ro trong tương lai, học giả Singapore cho rằng Việt Nam Indonesia đang hợp tác đối phó với Trung Quốc. Không chỉ có khả năng gây ra tranh chấp mới với Trung Quốc mà do hai bên đã đạt được thỏa thuận lần này nên còn có thể thu hút sự chú ý của Washington. Như chúng ta đã biết, về vấn đề Biển Đông vẫn chưa được giải quyết bởi vì không chỉ có sự can thiệp của các thế lực bên ngoài như Hoa Kỳ mà mâu thuẫn giữa các quốc gia có liên quan cũng rất phức tạp ở một mức độ nhất định. Không chỉ có tranh chấp giữa Philippines với các nước mà còn cả với Trung Quốc, mà còn có hàng loạt tranh chấp giữa Indonesia, Việt Nam, Philippines cùng các nước khác. Đây chính là tình huống mà Hoa Kỳ luôn muốn can thiệp vào vấn đề Biển Đông, không muốn nhìn thấy nhất. Suy nghĩ của Washington thực ra rất đơn giản. Họ muốn đoàn kết Philippines, Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác cùng tiến, cùng lùi trong vấn đề Biển Đông. Từ đó hình thành thế đối đầu giữa hai bên về hướng đi của Biển Đông, tạo ra nhiều trở ngại cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết sẽ cùng các nước Đông Nam Á
ứng phó với sức ép từ Trung Quốc. Vì vậy, truyền thông nước ngoài cho rằng sau khi Việt Nam và Indonesia đạt được thỏa thuận lần này, đây là một bước tiến đáng hoan nghênh hướng tới giải quyết hàng loạt tranh chấp giữa các nước Đông Nam Á, đồng thời có khả năng thúc đẩy liên minh các nước Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông. Dưới sự thúc đẩy của Hoa Kỳ, một số nước Đông Nam Á đã nảy sinh ý tưởng thành lập liên minh về vấn đề Biển Đông. Tổng thống Philippines Marcos trước đó đã thăm Việt Nam và đề xuất hợp tác trong lĩnh vực thông tin Biển Đông, mặc dù phía Việt Nam từ chối đề nghị của Marcos, nhưng sự xuất hiện đề nghị của Marcos đã giải thích đầy đủ sự thay đổi tình hình. Quan trọng hơn, xét về khía cạnh kinh tế, Việt Nam hiện không hợp tác với Philippines, cũng không ngả về phía Hoa Kỳ, nhưng những động thái của Việt Nam ở Biển Đông vẫn đáng cảnh giác. Trong 6 tháng qua, Việt Nam đã tăng tốc độ cải tạo mạnh mẽ các đảo, bãi đá ngầm chiếm đóng trái phép ở Biển Đông. Tại triển lãm quốc phòng Hà Nội, quân đội Việt Nam tỏ ra quan tâm rõ rệt đến phiên bản phóng từ trên không của tên lửa chống hạm BrahMos, có ý định mua loại tên lửa này để nâng cao khả năng chống hạm ở hướng Biển Đông. Trong trường hợp này, chúng ta có thể kết luận rằng Việt Nam Indonesia đã đạt được thỏa thuận bỏ qua Trung Quốc. Điều này thực sự đã mang lại nhiều bất ổn cho Biển Đông và tình hình Biển Đông đang phát triển theo chiều hướng nguy hiểm hơn. Nếu hai nước không liên lạc kịp thời với Trung Quốc và giải quyết vấn đề phân định biên giới chung ở phía bắc quần đảo Natuna thông qua tham vấn, thì Mỹ chắc chắn sẽ hành động để cố gắng kích động các tranh chấp mới trên Biển Đông và hơn thế nữa còn mở rộng chúng. Các bạn thân mến, Trung Quốc đang rất cay cú sau thỏa thuận về vùng biển trồng lớn giữa Việt Nam và Indonesia. Tất nhiên, không cay sao mà được khi cái đường chín đoạn do họ tự bịa ra và tuyên bố đây là vùng biển của Trung Quốc một cách chắc chắn. Nhưng cái đường này trong mắt Việt Nam và Indonesia cùng với các nước khác chẳng có giá trị gì cả. Hà Nội và Jakarta đã chia nhau xong vùng biển bên trong cái gọi là đường chín đoạn của Bắc Kinh và không thể mở miệng nói một lời với Trung Quốc. Việt Nam và Indonesia, hai nước có sức mạnh quân sự hàng đầu khu vực, có xu hướng chống đối Trung Quốc rất mạnh mẽ. Nay hai bên đã không còn một tranh chấp gì với lãnh thổ trên biển, không có xung đột nữa. Lực lượng chấp pháp của cả hai bên có thể toàn tâm toàn ý tập trung đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc khôn ngoan, hãy bỏ đi cái đường lưỡi bò, ngồi vào bàn đàm phán và trả lại những hòn đảo đã chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Tương lai không xa, các nước lớn ở Đông Nam Á sẽ đoàn kết và hợp tác với Mỹ thành lập một thế trận phòng thủ chung ở khu vực. Khi đó, Trung Quốc sẽ bị bao vây và việc chiếm cứ vài hòn đảo nhỏ ở Trường Sa, Hoàng Sa sẽ không có ý nghĩa quá lớn. Nếu trong tương lai các nước như Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia mà thỏa thuận xong vùng biển tranh chấp với nhau thì còn gì tuyệt vời hơn? Trung Quốc mở rộng căn cứ tàu ngầm gần Biển Đông. Thưa quý vị, Trung Quốc được cho là đang mở rộng căn cứ tàu ngầm Yulin Zulum ở Hải Nam gần Biển Đông. Báo South China Morning Post dẫn các ảnh vệ tinh Sentinel-2A chụp hôm qua cho thấy hai bến tàu mới dài khoảng 240 mét đang được xây dựng ở căn cứ Hải quân Zulum của Trung Quốc ngoài khơi Vịnh Gia Long, thuộc tỉnh Hải Nam miền Nam nước này. Yong Cheming, nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự ở Bắc Kinh cho biết vị trí của các bến tàu ngầm mới có thể thay thế vị trí ban đầu ở phía tây Vịnh Gia Long do gần các khu nghỉ dưỡng. Theo ông, căn cứ cũ sẽ được sử dụng cho mục đích huấn luyện thủy thủ tàu ngầm, trong khi căn cứ mới sẽ được sử dụng để triển khai các tàu ngầm như tàu ngầm tấn công Tai 093. Việc xây dựng được cho là bắt đầu từ tháng 3 năm nay đến cuối tháng trước, hai cầu cảng mới hình thành, một chiếc ở phía Bắc, một chiếc ở phía Nam. Các tàu ngầm của Trung Quốc tiếp tục sử dụng căn cứ Zulum trong thời gian xây dựng. Zulum là một trong những căn cứ quân sự quan trọng của quân đội Trung Quốc và là nơi đồn trú của hạm đội tàu ngầm tiên tiến của nước này. Nó cho phép hạm đội của Trung Quốc tiếp cận không chỉ Biển Đông mà còn tuyến đường biển kéo dài từ Trung Đông qua eo biển Malacca đến Đông Á. Theo South China Morning Post, căn cứ này đã được mở rộng trong nhiều năm, trong đó có công trình xây bến tàu cho tàu sân bay Tai 002. Đến nay, Sơn Đông là tàu sân bay Tai 002 duy nhất trong hạm đội của Trung Quốc. Với gói tín dụng quốc phòng 100 triệu đô la Mỹ, có thể nói Ấn Độ coi Việt Nam như bạn thân, đồng thời chứng tỏ tiềm lực của một anh lớn trong khu vực châu Á. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ còn mang thêm món quà là 12 chiếc tàu tuần tra hậu vệ do chính Ấn Độ đóng để tặng Việt Nam, đủ để thấy sự chân thành của Ấn Độ. Chính vì thế, trong thời gian gần đây, khi câu chuyện cho nhận tàu chiến lại biên từ phía Hàn Quốc với Việt Nam đang có một số trục trặc thì Ấn Độ đã phát tín hiệu Việt Nam cần Ấn Độ luôn sẵn sàng. Vậy thực hư thông tin trên ra sao? Nếu Ấn Độ tặng Việt Nam, nên nhận những loại tàu chiến nào? Cùng tin mới tìm hiểu câu trả lời ngay sau đây nhé! Thưa quý vị và các bạn, trong một số bản tin, tin mới đã từng chia sẻ thông tin Hàn Quốc đã tiến hành loại biên 8 tàu chiến vào đầu năm 2022. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam có thể nhận lời với nhiều lợi ích. Đặt trong bối cảnh những năm gần đây,
Ngoài Israel, Nhật Bản thì Hàn Quốc cũng giúp Việt Nam có thêm nhiều phương án hơn trong việc mua sắm lẫn xin cho vũ khí cũ. Tất nhiên, không có chuyện xin cho miễn phí nên các bạn đừng vì thế mà ác cảm với hai chữ này, bởi đằng sau nó là câu chuyện về hợp tác song phương, về hợp đồng thương mại, thậm chí là ảnh hưởng sau đó. Hơn nữa, chuyện nhận vũ khí cũ cũng không phải là nhận đống sắt hay mang cục nợ về cho con cháu trong tương lai, như một số độc giả có cái nhìn phiến diện vẫn nghĩ. Chúng ta đều biết Việt Nam đã nhận hai tàu chiến cũ của Hàn Quốc vào năm 2017 và 2018. Hàn Quốc có ý định tặng một số tàu chiến trong số 8 tàu loại biên cũng có. Thậm chí vừa qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã đối thoại song phương với người đồng cấp Hàn Quốc. Trong nhiều các nội dung hội đàm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thể hiện mong muốn được nhận thêm ít nhất một chiếc tàu tuần tra khác của Hải quân nước này và hỗ trợ thêm để công việc bàn giao được diễn ra suôn sẻ. Điều này cho thấy việc nhận vũ khí đã qua sử dụng như tàu chiến, tàu phòng hộ đang là chính sách hướng đi nhất quán của quốc phòng Việt Nam. Lý do thì các bạn cũng biết, dẫu Việt Nam đã hé lộ một số thành tựu về sản xuất tàu săn ngầm, nhưng đó còn là một câu chuyện dài trước mắt. Kể cả khi đã thành công, thì việc nhận tàu cũ của những cường quốc quân sự hàng đầu luôn là bài toán kinh tế hiệu quả. Nếu tính khéo léo, Việt Nam dù gì cũng chỉ có hơn 30 năm hòa bình để phát triển. Chúng ta không thể mua sắm như kiểu con nhà giàu, mà người Việt Nam ta luôn nổi tiếng với việc khéo làm thì no, khéo co thì ấm, nên đây là hướng đi hoàn toàn hợp lý. Quay trở lại với đề xuất từ phía Việt Nam, phía Hàn Quốc đã chấp nhận. Tuy nhiên, vào tháng 10 vừa qua, hai bên đã xảy ra một chuyện không vui khi bộ phim Ba chị em của Hàn Quốc chiếu trên Netflix lại xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Câu chuyện được Bộ Ngoại giao hai nước giải quyết êm đẹp, nhưng hẳn sóng ngầm trong lòng con dân hai nước thì vẫn gợn gợn, đúng không ạ? Chúng ta hiểu ai rồi cũng sẽ có lúc sai lầm, nhưng đây không phải là lần đầu Hàn Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam trong các sản phẩm văn hóa điện ảnh. Người Việt Nam rất dễ bao dung, nhưng đừng vì thế mà lặp lại sai lầm quá khứ, đúng không các bạn? Tất nhiên, chúng ta cũng hiểu cơ chế làm phim của Hàn Quốc hoàn toàn là tư nhân, không phải phim nào cũng có sự kiểm soát của chính phủ. Vậy nên thiết nghĩ, nếu hai bên đạt được điều khoản thuận cho vừa xin, nếu phía Hải quân Hàn Quốc nhanh chóng xúc tiến hỗ trợ để quá trình bàn giao thuận lợi, thì Việt Nam cũng sẵn sàng nhận. Thưa các bạn, kể cả chuyện với phía Hàn Quốc không thành thì Việt Nam vẫn còn sự lựa chọn khác, thậm chí là lựa chọn tốt hơn. Cái tên vẫn được nhắc đến hẳn nhiều bạn ủng hộ 10 chân 10 tay, đó chính là Ấn Độ, một người bạn thân quen, chí tình và có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam trong mua sắm sử dụng vũ khí. Còn nhớ từ năm 2014, tức gần 10 năm trước, lúc Việt Nam còn chưa là Việt Nam của bây giờ, Ấn Độ đã thông qua kế hoạch cho Việt Nam vay 100 triệu đô la tín dụng phục vụ mục đích quân sự, tức là lúc Việt Nam vô vàn khó khăn, Ấn Độ đã ở bên chúng ta. Bởi vậy, khi phía Việt Nam ngỏ ý muốn nhận tàu chiến cũ, chắc chắn Ấn Độ sẽ sẵn sàng. Nên theo một số nguồn tin, Ấn Độ sớm thực hiện việc này, 12 tàu tuần tra đóng mới Ấn còn tặng được một lúc nữa là tàu đã qua sử dụng. Ngoài sự tin tưởng mối quan hệ bền chặt trước đó, thì còn một điều thuận lợi hơn hẳn giữa việc nhận tàu chiến Ấn Độ so với các tàu chiến của các nước đồng minh của Mỹ sử dụng hệ vũ khí Mỹ, NATO. Đó là tàu chiến Ấn Độ sử dụng hệ vũ khí Xô, Nga, rất tương đồng với Việt Nam. Điều này giúp Việt Nam rất dễ dàng trong quá trình sửa chữa hay nâng cấp trước khi đưa vào sử dụng. Thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể tự chủ động được công nghệ. Do đó, đây là một điều quá tốt. Cũng vì thế, nếu câu chuyện Ấn Độ tặng tàu chiến cũ cho Việt Nam thì ắt hẳn sẽ không phải bàn tới việc nhận hay không nhận. Tất nhiên, có đi có lại, nhưng đi lại ở chỗ thường xuyên đi trên địa hình bằng phẳng vẫn yên tâm hơn là đi trên con đường lạ. Lại có phần ngoằn ngoèo, đúng không các bạn? Câu hỏi đặt ra tiếp theo là trong số hơn 100 tàu chiến các loại của Ấn Độ thì chúng ta hãy thử soi xem Việt Nam sẽ nhận được tàu chiến nào vừa đáp ứng mong muốn của Việt Nam, vừa nằm trong danh sách loại biên của Ấn Độ. Như đã nói về kỹ thuật thì gần như đã phù hợp hoàn toàn, nên nhận tàu nào với Việt Nam cũng được. Sẽ có một số bạn không ngại nhắc cái tên như tàu tấn công nhanh 1241.1 và 1241.8, thậm chí khu trục hạm lớp Vija Kampramit, khinh hạm lớp Neturi. Bởi với mối quan hệ đặc biệt quan trọng và không ngừng qua lại như hiện nay của hai nước thì không gì là không thể, nhưng không dễ đâu bạn, gì thì gì, vật chất không quyết định thì vẫn tác động ý thức. Ấn Độ sẽ chỉ chuyển giao những tàu sắp hoặc đã loại biên mà thôi. Hơn nữa, với nhu cầu thì hiện tại Việt Nam đang rất cần những tàu chiến có độ giãn nước từ 1.000 đến 1.500 tấn. Nếu căn cứ vào yếu tố này thì có lẽ cái tên được gọi nhiều nhất là tàu hộ vệ tên lửa Quốc.
Thực tế, từ năm 2018, đây là tàu hộ vệ được kỳ vọng phía Ấn Độ sẽ bàn giao miễn phí cho Việt Nam. Tuy nhiên, do gặp phải một số trở ngại, mà trong đó lớn nhất là sự chậm trễ của các dự án đóng tàu nội địa, đã khiến Hải quân Ấn Độ lâm vào tình cảnh thiếu tàu chiến một cách trầm trọng. Vì vậy, việc xem xét chuyển giao tàu cho Hải quân ta đã bị đình lại và Thai 54 Kukri vẫn đang lỡ hẹn với chúng ta. Tuy nhiên, nay là năm 2023, mọi chuyện đã chuyển biến tích cực hơn nữa. Quan hệ quốc phòng hai nước cũng đã tiến thêm một bước quan trọng nên hy vọng sớm thôi, Kukri sớm trở thành một phần của Hải quân Việt Nam. Về sức mạnh, tàu tên lửa Kukri được đóng cho Hải quân Ấn Độ nhằm thay thế các tàu hộ vệ Petya đã cũ. Dự án đóng tàu bắt đầu được triển khai từ năm 1984 và hoàn thành vào năm 1991 với tất cả 4 tàu được đóng gồm B-49 Kukri, B-47 Khanja, B-46 Kuta và B-44 Kipan. Kukri có phần thượng tầng được thiết kế góc cạnh nhằm tăng khả năng tán xạ radar, lượng dãn nước đầy tải 1.350 tấn, chiều dài 91,1m, chiều rộng 10,5m, mớ nước 4,5m. Tàu được trang bị hai động cơ diesel công suất 14.400 mã lực, cho phép chạy với tốc độ 25 hải lý một giờ, tầm hoạt động tối đa 4.000 hải lý khi chạy ở tốc độ 16 hải lý trên giờ. Thủy thủ đoàn 79 người, trong đó bao gồm 10 sĩ quan. Hệ thống điện tử của tàu khá hiện đại với radar trinh sát mục tiêu trên không, trên biển Positive Air, radar kiểm soát hỏa lực Ganpun Ban dẫn đường cho tên lửa đối hạm và radar MR-123 điều khiển pháo hạm và pháo phòng không. Hỏa lực của tàu tương đối mạnh với 4 tên lửa đối hạm P-20M có tầm bắn tối đa 83 km, vận tốc Mach 0.9, mang theo đầu đạn bắn xuyên giáp nặng 513 kg. Một pháo hạm AK-176 cỡ 76,2mm, hai pháo phòng không cao tốc AK-630 cỡ 30mm, hai bệ phóng tên lửa SAN-5 cùng hai hệ thống phóng mồi bẫy BK-10. Tàu không có hangar nhưng sàn đáp ở đuôi cho phép tiếp nhận một trực thăng vũ trang hạng nhẹ HAL Dubru. Ngoài tàu tên lửa Kukri, cái tên khác được gọi và đánh giá là quá tốt nếu Ấn Độ bàn giao cho Việt Nam là tàu hộ tống lớp Kuta. Kuta là loại tàu hộ tống phóng tên lửa, là niềm tự hào của kỹ thuật đóng tàu Ấn Độ được trang bị vũ khí và thiết bị hiện đại. Theo đó, đây là loại tàu hộ tống hạng nhỏ đầu tiên được bổ sung tên lửa cho Hải quân Ấn Độ, được đưa vào phục vụ từ năm 1998. Tàu trang bị 16 tên lửa hành trình KH-35 Uran-E bố trí trong 4 bệ phóng KT-184 đặt phía trước. Vì thế, về mặt hỏa lực, nó tương đương với tàu tên lửa Moniya 500 tấn. Ngoài ra, tàu tên lửa NASAT cũng được gọi tên. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là dự đoán mà chưa có thông tin chính thức nào từ phía hai nước. Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục nghe ngóng và hy vọng sớm thôi những tàu loại biên của Ấn Độ sẽ có mặt tại quân cảng của Hải quân Việt Nam. Các bạn thân mến, hiện tại, cùng với Trung Quốc, Hải quân Ấn Độ là quốc gia có sở hữu tàu sân bay. Ngoài ra, Ấn Độ còn có tới tàu khu trục, tàu hộ vệ tên lửa, tàu ngầm phi hạt nhân, chứng tỏ sức mạnh hàng đầu châu Á. Ấn Độ cũng rất muốn tăng cường tầm ảnh hưởng tại Biển Đông, không muốn Trung Quốc bành trướng quá sức và Việt Nam là chìa khóa quan trọng. Ngoài mối quan hệ toàn diện tốt đẹp thì hợp tác quốc phòng là trọng tâm trong hợp tác Việt-Ấn. Điều đó để thấy rằng ẩn sau những hợp đồng vũ khí còn là câu chuyện về sức ảnh hưởng vị thế của nước này. Do đó không quá ngạc nhiên nếu trong một ngày sớm đây thôi, quân cảng Việt Nam không phải chỉ đón tàu chiến của Ấn Độ thăm hay tập trận mà còn là món quà Ấn Độ thể hiện thiện chí và muốn giúp Việt Nam tăng cường sức mạnh phòng thủ, cùng Ấn Độ thực hiện sứ mệnh trên Biển Đông. Tất nhiên, Việt Nam cũng sẵn sàng cho những thỏa thuận có đi có lại, sao cho lợi ích lợi dân nhất. Cảm ơn Ngài Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Chúng ta đều biết đây là nhiệm kỳ đầu tiên của Ngài với tư cách là Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. Vì vậy, trước tiên, tôi rất muốn được nghe những suy nghĩ của Ngài về đất nước và con người Việt Nam. Đại sứ Sandeep Arya cho biết, tôi nghĩ mình rất vui, rất hào hứng khi được đến Việt Nam. Khoảng 2 tháng trước, tôi đã trình quốc thư của mình lên Chủ tịch nước Việt Nam và tôi nghĩ rằng tôi đã có một số cuộc gặp ban đầu xung quanh các bộ, ngành và các tổ chức khác nhau ở Việt Nam. Từ những trải nghiệm của mình, tôi nghĩ điều khiến tôi ấn tượng là có rất nhiều điểm tương đồng ở hai quốc gia chúng ta. Hơn nữa, tôi nghĩ cách chúng ta tiếp cận các mối quan hệ quốc tế rất giống nhau. Một đặc điểm rất nổi bật khác là sự đồng cảm, sự hiểu biết, sự đánh giá cao đối với nhau. Ngay trước khi đến, tôi đã có các cuộc gặp ở Ấn Độ và lãnh đạo Ấn Độ cùng nhiều quan chức khác. Họ cũng chia sẻ rất tích cực về những gì Việt Nam đang làm, cũng như nhận thức và quan tâm của họ trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam. Sau khi đến Việt Nam, tôi thấy Ấn Độ và Việt Nam đều quan tâm và có sự tích cực hướng đến nhau.
cách tiếp cận của chúng ta trong quan hệ quốc tế là rất giống nhau. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta có một nền tảng rất vững chắc để làm được nhiều điều trong nhiệm kỳ 3 năm của tôi ở đất nước này. Cảm ơn những lời nhận xét tốt đẹp mà ngài dành cho Việt Nam. Nhưng tôi cũng muốn biết là có bất kỳ điều gì khiến ngài bất ngờ hoặc thậm chí là bối rối trong những ngày đầu tiên khi đến Việt Nam hay không? Ông Aria nói, tôi không nghĩ có gì làm tôi ngạc nhiên lắm. Thực tế tôi thấy rằng đường phố Việt Nam rất đông đúc và nhộn nhịp. Tôi đã đi dạo nhiều tại Hồ Hoàn Kiếm và qua các con phố vì tôi thích đi bộ và tôi nghĩ điều đó làm tôi nhớ đến Ấn Độ. Thực tế sự năng động đó chỉ khiến tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn và hứng thú hơn bởi rất nhiều người trẻ. Bạn biết đấy, họ rất cầu tiến, nỗ lực để đạt được thành tích và năng lượng của họ. Nhưng người dân nói chung và cả trong chính phủ là một điều đã vượt qua cả sự mong đợi của tôi và tôi thấy thật ngạc nhiên khi thấy sự nhiệt tình và những năng lượng tràn đầy đó. Năm 2022 cũng là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Vậy thì xét từ góc độ khái quát, đâu là kết quả ấn tượng nhất trong quá trình hợp tác giữa hai quốc gia sau 50 năm qua? Đại sứ cho hay, tôi nghĩ rằng chúng ta thường nói về 50 năm khi nhắc đến mối quan hệ giữa hai nước, nhưng tôi muốn chia sẻ rằng mối quan hệ của hai nước đã có từ rất lâu. Từ năm 1954 thì các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã đến Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Ấn Độ vào những năm 1950, tức là khoảng 15 đến 20 năm trước khi 50 năm này bắt đầu. Vì vậy, tôi nghĩ rằng những thành tựu thực sự chính là sự đồng cảm, sự gắn bó đoàn kết, thống nhất tương đồng giữa hai quốc gia. Và xét trên góc độ quốc tế, mối quan hệ hợp tác hữu nghị của chúng ta hơn 50 năm qua đều vững chắc như bàn thạch vậy. Thế giới thay đổi nhanh chóng, các chiến lược của nhiều quốc gia cũng thay đổi, nhưng quan hệ Việt Nam và Ấn Độ luôn ổn định, luôn nồng ấm. Đó là điều có thể cảm nhận được từ mối quan hệ chính trị giữa hai lãnh đạo hai nước, từ sự quan tâm mà người dân hai nước dành cho nhau, và từ sự hợp tác mà chúng ta đã có các cấp khác nhau giữa các bộ, ngành, địa phương. Vì vậy, để đảm bảo những điều đó luôn được duy trì và phát triển mạnh mẽ, về cơ bản chúng ta cần dựa vào tinh thần đoàn kết và sự tin tưởng lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng đó thực sự là những kết quả đáng ghi nhận. Chúng ta có đến ngày hôm nay, tôi có thể đi vào chi tiết cụ thể về hợp tác kinh tế. Nếu nói về thương mại, theo thống kê kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 14 tỷ đô la Mỹ, tôi cho rằng đây là một con số tốt. Khoản đầu tư chúng tôi sử dụng con số khoảng 1 tỷ đô la để thống kê, nhưng tôi nghĩ rằng con số đó không phản ánh tất cả các khoản đầu tư, vì số khoản đầu tư có thể đến từ những nơi trung gian khác, nhưng chúng đều có nguồn gốc từ Ấn Độ, và tôi tin rằng các khoản đầu tư của Ấn Độ có tác động lớn đến Việt Nam. Bởi vì ở Ấn Độ, chúng nằm trong những lĩnh vực thực sự mang lại nhiều giá trị hơn là những con số. Tìm hiểu sâu hơn, tôi nhận ra rằng có khoảng 1.000 người đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam có liên kết với các khoản đầu tư của Ấn Độ và họ đang tiếp tục cống hiến. Họ không chỉ đóng góp vào các sản phẩm cũng như sản lượng kinh tế của Việt Nam mà họ cũng đang sản xuất các dịch vụ và các loại mặt hàng khác cho phần còn lại của thế giới. Từ năm 1991, Ấn Độ triển khai chính sách hướng Đông và sau này chuyển thành chính sách hành động hướng Đông, trong đó có các quốc gia ASEAN. Vậy vai trò của Việt Nam trong chiến lược này của Ấn Độ là gì? Đại sứ Aria cho biết, tôi nghĩ Việt Nam luôn là nước ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Ấn Độ-ASEAN. Chúng ta vừa mới tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa Ấn Độ và ASEAN vào ngày 12 tháng 11. Và tại hội nghị vừa rồi thì quan hệ Ấn Độ-ASEAN đã được nâng cấp lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Việc Ấn Độ nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện 6 năm trước khi nâng quan hệ với ASEAN lên mốc này cho thấy Việt Nam luôn đi trước thời đại và tiến hành các hoạt động song phương rất nhanh chóng. Và quan hệ Ấn Độ-ASEAN cũng thường đi theo xu hướng của quan hệ song phương nên ta có thể thấy vai trò của Việt Nam rất rõ. Tại hội nghị, các bên cũng thảo luận bối cảnh quan hệ Ấn Độ-ASEAN và Ấn Độ với các nước khác như là Việt Nam. Về mặt kinh tế, chúng tôi thảo luận cách thức mở rộng thị trường. Vài tháng trước, Ấn Độ và ASEAN quyết định sẽ ra soát lại Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ. Với quan hệ đặc biệt sẵn có thì hai bên cũng muốn xem xét liệu có cơ chế thương mại nào hoặc thỏa thuận thương mại tự do nào có thể thực hiện được. Ấn Độ và Việt Nam cũng đã thảo luận song phương xem có cách nào mở cửa thị trường tốt hơn không. Hợp tác quốc phòng an ninh là hai trong số những trụ cột hợp tác quan trọng giữa hai nước. Chúng ta đạt được những thành tựu như thế nào trong lĩnh vực này, thưa đại sứ? Ông Aria nói, quan hệ quốc phòng an ninh có sự tin tưởng và thấu hiểu nhau sâu sắc và có cách tiếp cận dài hạn vì hoạt động trong lĩnh vực này buộc hai bên phải thảo luận những vấn đề mà không phải nước nào chúng ta cũng thảo luận. Phải mất rất nhiều thời gian để có thể xây dựng niềm tin ở mức độ đó, nên thành tựu mà Ấn Độ và Việt Nam đạt được là thiết lập một nền tảng mạnh mẽ cho hợp tác quốc phòng an ninh. Tôi có thể lấy ví dụ về hợp tác đào tạo. Giữa hai nước có chương trình đào tạo ở mức cơ bản hoặc nâng cao dành cho đội chuyên gia kỹ thuật, có những chương trình đặc thù, huấn luyện cách sử dụng các thiết bị tàu, tàu ngầm, máy bay phức tạp.
Hai bên đang hợp tác rất sâu rộng trong việc đào tạo và huấn luyện và chúng ta có nền tảng rất vững chắc trong lĩnh vực này. Tôi rất vui khi biết có rất nhiều sĩ quan cấp cao của Việt Nam đã từng đi sang Ấn Độ. Một lĩnh vực hợp tác khác tôi có thể nói đến là liên quan đến thiết bị tại triển lãm quốc phòng gần đây của Việt Nam. Tôi được biết là gian hàng trưng bày của Việt Nam và Ấn Độ nằm trong những gian hàng có thiết bị ấn tượng nhất. Rất nhiều công ty Ấn Độ ở cả khu vực công và tư đã thảo luận với các đối tác Việt Nam. Hợp tác hai bên đang rất tốt đẹp. Hai bên đã hoàn thành vài dự án và thảo luận những kế hoạch sắp tới. Hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại nhiều nước cũng là một điều rất tuyệt vời. Chúng ta có quan hệ song phương kéo dài trong nhiều năm, nhiều thập kỷ giữa Ấn Độ và Việt Nam. Và tôi thấy quan hệ này kết trái thành hợp tác trong hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc là một việc tốt đẹp. Về hợp tác an ninh, trong một thế giới toàn cầu hóa và kết nối như hiện nay, vấn đề tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm tìm cách bỏ trốn sang nước ngoài là vấn đề được cả Việt Nam và Ấn Độ ưu tiên xử lý. Và đó là lĩnh vực mà hai bên đang tham vấn, hợp tác, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau vì đó là một vấn đề phức tạp. Xử lý các vấn đề phạm tội xuyên biên giới rất khó khăn, có nhiều công nghệ mới đang được phát triển để hai nước tiếp tục thảo luận, mang lại hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực an ninh. An ninh mạng là một lĩnh vực mới mẻ và mới nổi nhưng cũng rất thách thức đối với lĩnh vực an ninh. Đây là một vấn đề quan trọng đối với cả thế giới, nhưng mức độ thoải mái trong hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam là điều giúp quốc phòng an ninh trở thành một trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chúng ta đã nói về hợp tác kinh tế, hợp tác về quốc phòng an ninh, vậy thì hợp tác về văn hóa thì sao? Chúng ta đang có một nền văn hóa tương đồng đúng không ạ? Ngài Arya nói, tôi nghĩ văn hóa là khía cạnh giàu đẹp nhất trong quan hệ song phương, rất khó để xác định cái nào quan trọng hơn, quan hệ chính trị hay quốc phòng, hay kinh tế hay văn hóa, nhưng tôi thấy văn hóa liên quan mật thiết đến con người. Chính sự tôn trọng và yêu mến văn hóa sẽ tồn tại trong trái tim con người. Và cùng người dân ủng hộ một mối quan hệ đó sẽ là một khía cạnh chiến lược trong quan hệ song phương. Vì như thế, hợp tác sẽ lâu dài hơn, sâu sắc hơn và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân. Bởi vậy, tôi nghĩ văn hóa là một lĩnh vực rất quan trọng. Nhắc đến văn hóa Việt Nam thì không thể không nhắc đến ngày Tết Nguyên đán. Đại sứ đã có kế hoạch nào để tận hưởng thời gian đặc biệt này tại Việt Nam chưa? Tôi rất muốn biết ngày Tết tại Việt Nam như thế nào, mang những ý nghĩa gì. Thật thú vị, chúng tôi ở Ấn Độ cũng theo âm lịch. Lịch truyền thống của người dân hai nước đều là âm lịch, có nghĩa là các tháng thay đổi theo vị trí của mặt trăng. Điều đó phần nào khiến tôi cảm thấy như đang ở Ấn Độ vậy. Tôi nghĩ năm mới đại diện cho một khởi đầu mới với sự tích cực tiến bộ nhờ hạnh phúc. Vì vậy, tôi tò mò muốn xem năm mới hay Tết Nguyên đán ở Việt Nam khác với Ấn Độ như thế nào. Nhưng với những gì mà tôi đã được nghe, tôi nghĩ nó rất thú vị. Tôi nghĩ rằng du lịch cũng sẽ là một cái ý hay cho ngài trong những ngày Tết của Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều với lời khuyên đó. Tôi nghĩ rằng đó là một ý kiến hay. Tôi đã nghe nói rằng Tết là lúc mọi người gác lại những công việc, dành thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nghe theo lời khuyên của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhân dịp năm mới, đại sứ có thể gửi đến người dân hai nước nói chung và những khán giả những lời chúc mừng năm mới. Tôi nghĩ với khán giả tôi sẽ nói rằng Tết là năm nhìn về phía trước trong cuộc sống, hướng tới sự tiến bộ và cố gắng thực hiện những cam kết mới. Tôi nghĩ rằng người Việt Nam có một nền tảng rất vững chắc và tôi muốn đất nước con người Việt Nam sẽ vươn tới những tầm cao mới trong năm tới. Tôi mong muốn rằng người dân hai nước sẽ hiểu thêm về nhau và cùng hướng tới sự hợp tác mở rộng hơn nữa. Kính chúc người dân Việt Nam và quý khán giả một năm mới may mắn, thành công, thịnh vượng và hạnh phúc. Chúng tôi cũng chúc ngài một năm mới, nhiều trải nghiệm mới, niềm vui mới và luôn thành công. Một lần nữa, cảm ơn đại sứ đã dành thời gian cho chúng tôi. Xin chào ngài Mark E. Knapper, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thưa đại sứ, quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ đang ở giai đoạn tốt đẹp chưa từng có và đang ngày càng phát triển. Xin đại sứ chia sẻ đôi chút về những điều đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước chúng ta. Đại sứ Knapper nói, cảm ơn vì câu hỏi của bạn. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam rất đặc biệt. Bốn thế hệ gia đình tôi đã sống ở Việt Nam. Bố tôi là một cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và rõ ràng cuộc chiến đã ảnh hưởng sâu sắc đến ông. Giờ đây tôi quay lại Việt Nam và vinh dự được trở thành đại sứ Mỹ tại đây. Hai quốc gia dù không quên đi quá khứ nhưng cùng hướng tới tương lai mạnh mẽ phía trước. Hoa Kỳ và Việt Nam đang chia sẻ lợi ích mạnh mẽ trong hòa bình và ổn định khu vực Biển Đông. Việt Nam là một quốc gia độc lập vững mạnh và tôi nghĩ rằng bằng cách chấp nhận những mạo hiểm, thách thức, chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và gắn bó hơn trong tương lai. Hai quốc gia tôn trọng hệ thống chính trị của nhau và có mong ước mạnh mẽ rằng Việt Nam sẽ độc lập thịnh vượng bằng cách tận dụng lợi thế của việc chia sẻ lợi ích. Chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và gắn bó hơn trong tương lai. Kỳ vọng của đại sứ về tương lai của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ như thế nào ạ?
Đại sứ Knapper cho biết năm 2023 là một năm rất đặc biệt với Hoa Kỳ và Việt Nam. Năm 2023 sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Mối quan hệ được chắp cánh từ năm 2013 khi Chủ tịch nước lúc bấy giờ là Trương Tấn Sang tới thăm Washington, gặp và làm việc với cựu Tổng thống Mỹ Obama. Hai bên đã giao tuyên bố chung về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Hai bên đã ký một loạt các thỏa thuận thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, quốc phòng, an ninh. Từ đó cho đến nay đã 10 năm trải qua và sự hợp tác giữa hai nước cũng đã lớn mạnh hơn rất nhiều, tình hữu nghị cũng bền chặt hơn. Nhìn vào những gì chúng ta đạt được trong thời gian qua, tôi kỳ vọng rất nhiều vào tình hữu nghị này. Chúng ta đã nâng cấp từ quan hệ đối tác thành quan hệ đối tác toàn diện. Chúng tôi rất tin tưởng vào việc hợp tác cùng với Việt Nam, cùng nhau chúng ta chống lại cuộc chiến biến đổi khí hậu, chống lại các dịch bệnh, hợp tác để bảo vệ các vấn đề quốc tế dựa trên các quy tắc luật pháp như vấn đề Biển Đông. Việt Nam và Hoa Kỳ có mối quan hệ rất gần gũi, thực tế cho thấy hai nước đã sẵn sàng hợp tác về mọi mặt. Thưa đại sứ, tháng 11 vừa qua, ASEAN-Hoa Kỳ vừa nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện. Các nhà lãnh đạo ASEAN-Hoa Kỳ đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc chung, các giá trị và chuẩn mực chung nêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN tuyên bố về vùng hòa bình, tự do và trung lập, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Điều này sẽ có tác động như thế nào đến hòa bình, ổn định trong khu vực và trên Biển Đông? Ngài đại sứ Hoa Kỳ cho biết khi Tổng thống Joe Biden đến dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh vào tháng 11 vừa qua, ASEAN và Mỹ đã thông qua tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Đây là một tầm cao mới. Mỹ và ASEAN bảo vệ luật lệ dựa trên các quy tắc, không một quốc gia độc lập nào bị can thiệp bởi quốc gia khác, đảm bảo rằng UNCLOS năm 1982 được thực thi cũng giống như việc coi mối quan hệ với Việt Nam là đối trọng. Tổng thống Biden cho biết rất quan trọng để thúc đẩy một khu vực Thái Bình Dương tự do mở rộng, thúc đẩy một khu vực đàm phán và đảm bảo rằng giao dịch thương mại tự do trên toàn thế giới và các nước trong khu vực. Tổng thống cũng thông báo hỗ trợ 850 triệu đô la Mỹ cho ASEAN trong năm 2023. Mối quan hệ với ASEAN rất mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi hai bên ký quan hệ đối tác toàn diện đó. Năm 2023 này, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ thúc đẩy các hoạt động và dự định gì hướng tới dịp kỷ niệm này. Ông Knapper nói, một điều tôi muốn chia sẻ đó là chúng tôi chắc chắn rằng có những biện pháp sâu hơn để giúp du khách quay trở lại. Việt Nam là một điểm đến nổi tiếng để các nhà lãnh đạo thế giới đến khám phá và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác quốc gia. Hiện tại thì có bang Arizona sẽ mở rộng thương mại và vật liệu bán dẫn, có chính sách để người Việt Nam du lịch Mỹ và ngược lại. Chúng tôi đã có rất nhiều những cuộc đối thoại quan trọng trong thời gian gần đây, như quyền bảo hộ lao động sẽ càng mở rộng phát triển hơn, tiếp tục mở rộng hoạt động của các tổ chức không chỉ trong 10 năm qua mà còn trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng rằng tình hữu nghị giữa hai nước là không có ranh giới, vượt lên trên mọi giới hạn và còn đi xa hơn nữa trong năm tới. Thưa đại sứ, ông từng là tham tán chính trị trẻ tuổi nhất ở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội từ năm 2004 đến năm 2007, trở lại Việt Nam trong vai trò đại sứ Mỹ sau 15 năm. Đại sứ có cảm nhận gì về những thay đổi của Việt Nam? Ngài đại sứ cho biết Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi trong những năm qua, cụ thể là nền kinh tế Việt Nam đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Các nhà lãnh đạo không chỉ nổi danh trong khu vực mà còn trên toàn cầu. Lực lượng giữ gìn hòa bình Việt Nam ở Sudan làm việc rất tốt. Tôi có thể nhận thấy sự tham vọng và công nhận rằng Việt Nam có vị thế ổn định ở tầm nhìn toàn cầu và Hoa Kỳ rất ủng hộ điều này. Chúng tôi hy vọng Việt Nam tiếp tục giữ vai trò này. Gần đây Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Rất mong đợi Việt Nam sẽ thực hiện các cam kết về nhân quyền, hợp tác với Hoa Kỳ để giải quyết những nhiệm vụ trong lĩnh vực này. Như vậy, đối với những gì tôi chứng kiến, Việt Nam trong 15 năm qua mới thấy thay đổi như thế nào. Việt Nam nay đã lớn mạnh hơn và khẳng định vị thế trên toàn cầu. Đại sứ chắc hẳn đã đi rất nhiều nơi ở Việt Nam, vậy thì ngài thích nơi nào nhất? Ông Knapper nói, tôi mới chỉ chính thức nhận công tác ở Việt Nam được gần một năm, nhưng với tôi, người Việt Nam vẫn như khi tôi đến đây làm việc cách đây 15 năm. Người Việt Nam rất thân thiện, ấm áp và chân thành. Người dân ở ba miền Bắc Trung Nam đã tạo cho tôi một ấn tượng rất tốt. Tôi rất may mắn và có rất nhiều những cơ hội tuyệt vời ở đây. Tôi mong đợi 2023 tôi có thể đi thêm được nhiều nơi hơn nữa. Đại sứ có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian ở Việt Nam hay không?
Đại sứ Knapper chia sẻ, để nói về kỷ niệm thì đó là việc lần con trai tôi đến Việt Nam khi tôi đang làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, giai đoạn năm 2004 đến năm 2007. Khi đó con tôi mới chỉ là một cậu nhóc tầm 4 đến 5 tuổi, vì thế nó rất vui với những cuộc đi chơi tới Hội An, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những việc chúng tôi đã làm khi mà nó còn bé. Giờ đây quay lại Việt Nam, con tôi đã 21 tuổi rồi, đã là một người đàn ông trưởng thành. Đó là một điều khác biệt. Nhân dịp năm mới, đại sứ có lời chúc gì dành cho người dân Việt Nam cũng như khán giả của chúng tôi không ạ? Ngài Knapper, tôi muốn chúc mọi người sức khỏe, thịnh vượng và thành công trong cuộc sống. Năm mới ở Việt Nam thì mọi người hay thường nói câu chúc mừng năm mới. Xin chúc các bạn đón Tết đầm ấm, chào đón một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn đại sứ đã tham gia cuộc trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay trong một dịp đặc biệt như thế này. Và chúng tôi cũng chúc ngài sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Máy bay Mỹ, Trung Quốc áp sát nhau trên Biển Đông. Thưa quý vị, một máy bay quân sự Trung Quốc bị cho là áp sát máy bay của không quân Mỹ trên Biển Đông ở cự ly chỉ khoảng 3 mét. Reuters dẫn thông cáo của quân đội Mỹ cho hay sự việc xảy ra hôm vừa qua khi một máy bay chiến đấu J-11 của Hải quân Trung Quốc tiếp cận máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ ở không phận quốc tế trên Biển Đông. Theo người phát ngôn của quân đội Mỹ, máy bay của Trung Quốc áp sát chỉ cách cánh máy bay của Mỹ khoảng 3 mét, buộc máy bay Mỹ phải thực hiện biện pháp an toàn, tránh va chạm trên không. Washington sau đó đã phản ánh vụ việc với Bắc Kinh, coi đây là một sự việc nguy hiểm. Chúng tôi hy vọng các nước ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sử dụng không phận quốc tế một cách an toàn và tuân thủ luật pháp quốc tế, thông cáo của quân đội Mỹ nhấn mạnh. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận. Trung Quốc từng chỉ trích việc Mỹ đưa các tàu và máy bay quân sự đến Biển Đông không tốt cho hòa bình và ổn định ở khu vực. Mỹ định kỳ triển khai hoạt động tuần tra hàng không, hàng hải ở khu vực. Trong một cuộc họp hồi tháng 11 với người đồng cấp Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đề cập đến tầm quan trọng của việc tăng cường liên hệ giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc nhằm tránh xung đột không cần thiết. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng do hàng loạt vấn đề. Đặc biệt, chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi tháng 8 khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt. Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng vẫn tiến hành các thương vụ bán vũ khí cho hòn đảo. Các nghị sĩ của Mỹ nhiều lần đến thăm đảo Đài Loan. Trung Quốc bổ nhiệm đại sứ Mỹ tại Mỹ làm tân ngoại trưởng. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng nước này đã bổ nhiệm đại sứ của Bắc Kinh ở Mỹ Tân Cương làm tân ngoại trưởng. Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc CNR tối ngày hôm nay thông báo nước này đã bổ nhiệm ông Tân Cương, đại sứ của Bắc Kinh tại Trung Quốc, trở thành ngoại trưởng mới. Theo CNR, quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc. Ông Tân, 56 tuổi, người tới Mỹ nhận nhiệm vụ vào tháng 7 năm 2021, được xem là có quan điểm cân bằng giữa việc bảo vệ lợi ích của Trung Quốc và thể hiện sự mềm mỏng hơn trong chính sách ngoại giao. Theo Bloomberg, động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc có các dấu hiệu cho thấy họ có thể đang hướng tới chiến lược ngoại giao bớt đối đầu hơn với các đối thủ trong năm tới. Ông Tần từng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trong thời gian qua, ông đưa ra các thông điệp khá ôn hòa trước những chủ đề nóng trên toàn cầu và khu vực, như cuộc chiến Nga-Ukraine hay căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Hôm vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã nêu ra những nhiệm vụ đối ngoại của năm 2023. Bắc Kinh cho biết sẽ nỗ lực để điều chỉnh quan hệ với Mỹ và tăng cường đối thoại với các nước châu Âu. Trong vài năm qua, một số nhà ngoại giao của Trung Quốc đã thể hiện phong cách cứng rắn và quyết liệt. Phong cách ngoại giao chiến lang đã trở thành thuật ngữ phổ biến năm 2019 khi các nhà ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bảo vệ Trung Quốc mạnh mẽ trước các đối thủ của Bắc Kinh.